ở trên kia quá mãi mãi không đổ tới bằng dòng tương tư vì ai tin mơ chùa này không thấy bóng nào bồ đề chẳng muốn nở hoa bị ngàn phù lên mấy thu ông trần hôm nay xa quá mọi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu chẳng là người ông vì sao đồ ta không đủ chùa này không thấy bóng nào bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngàn phù lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phật trả lại người áo cà sa vì sao đồ ta không đổ nàng vì người hòa thời hữu ý khiến nước chảy càng vô tình một thuở hoa niên hợp tan tiếng bó xưa rối loạn bồ đề không nghe tiếng nàng hồng trần đã mấy đô hoa mắt con vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ ta nát cung tướng biến hoa vài đò xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng hỏi phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kinh vì sao đồ ta không đổ nàng sao tôi chết này gọi anh em cũng được trêu nhau à xe đi cũng được anh mà loạn trong mấy phút rồi sao ăn sóc là cái gì vậy trời lúc đầu bị rụng không như ướp ép đó mà đó sấy không rụng mà sấy còn rụng không nice sir. Watch out! Mark the location.
kia chưa? Đạt thế nha. Tù mang ao gờ, ao gờ đây nè. Chẳng gì vẫn về. Duyên không chết không sao hả? Con có hạt má em đảo đường cháy quá. Rồi khu nhà trước mặt luôn. Rồi hai thằng khu nhà đó luôn. Và biết nó ở đâu luôn rồi nè. Yên hút cái coi má, một thằng nó clear team bây giờ, cứu nhanh coi má, thề luôn đi. Má chứ buồn. Ai con wall rồi. Đấy là mày. Em mà hai bốn chín đứng tâm.